vẫn là Thanh Tùng, không được, không chuyền bóng, không phối hợp mà tung ra ngay cú dứt điểm. Một quyết định cũng rất nhanh và xử lý rất mạnh mẽ của cầu thủ áo số 10 bên phía Indonesia. Nguy hiểm, đó là tình huống băng vào của Damono, cầu thủ ghi bàn tốt nhất và cũng là đội trưởng bên phía Indonesia, dũng mãnh của Siafulo. Vẫn là cơ hội cho các thủ Chipita, không vào. Thêm một lần nữa, thủ thành Murianto lại trở thành người hùng. Murianto đã không thể bắt dính bóng trong tình huống dứt điểm đầu tiên. Và sau đó, Công Phượng băng vào. Một cú đá ở cự ly gần. Công Phượng là người đá phạt. Không vào! Lại một pha bóng cho thấy vai trò quan trọng của thủ thành Murianto đối với đội tuyển U19 Indonesia. Và Murianto có thể coi là một trong những gương mặt cực kỳ nổi bật bên phía Indonesia cho đến thời điểm này. Julian Grassan trong trận đấu này rất nguy hiểm. Một cơ hội cho các cầu thủ Indonesia. Và đó là cú dứt điểm của số 6 Damono. Đối đầu với một đội bóng dạng dày kinh nghiệm hơn, đối thủ lại được thi đấu trẻ, chúng ta vẫn thi đấu đầy chững chạc. Đây thực sự là khoảng thời gian khó khăn đối với vẫn là những pha bóng cho thấy sức mạnh của lối chơi rắn của đối bạn. Thêm một cơ hội nữa cho các cầu thủ U19 Việt Nam, vẫn còn an toàn. Dứt điểm, không vào. Bóng của Mandini chế sức mạnh của các cầu thủ chúng ta, hạn chế pha tấn công nguy hiểm của các cầu thủ Việt Nam. Một pha bóng thoát tim, một pha bóng thực sự khiến các cầu thủ chúng ta qua màn ảnh cảm thấy hồi hộp. Và bứt tốc và đưa bóng. Đó lại là đường truyền vào của Mandini. Rất nguy hiểm. Đá rất mạnh. Một cú đá mà ngay cả các tuyển thủ quốc gia của các đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á cũng phải trầm trồ. Đá rất mạnh, với lực rất căng và cũng đã gây ra. Cơ hội không vào! Đó là tình huống cho thấy nỗ lực của Đức Huy. Một tình huống Đức Huy đã nỗ lực đưa bóng vào là Hoàng Thanh Tùng. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Lê Văn Trường. Cú dứt điểm nhanh của Mandini. Amain rất khỏe. Lâm Thi Phong. Lâm Thi Phong! Cái! Không vào! Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho U19 Việt Nam. Nguy hiểm. Và bắt bóng
chắc chắn. Một tình huống phá bóng rất kịp thời. Đó là tình huống phá bóng của Trần Hữu Đông. Chúng ta cùng chờ đợi cú đá của Lê Văn Sơn. Cú đá luân lưu đầu tiên. Chính xác. Tỷ số luân lưu là 1-0 cho U19 Việt Nam. Chúng ta đã có được sự khởi đầu thuận lợi và đẩy áp lực về phía đối phương. Thủ thành xuất sắc Mudianto đã bị đánh lừa trong pha bóng vừa rồi với một cú đá chính xác của Lê Văn Sơn. Cũng chính xác và cũng ở một góc sút giống với góc sút của Lê Văn Sơn. Hai cú đá đầu tiên của hai đội đều diễn ra theo một kịch bản tương tự. Không được rồi. Đó là pha bóng mà Trần Hữu Đông Triều đã không thể chiến thắng được thủ thành Mudianto. Tỷ số penalty vẫn đang là 1-1. Thủ thành Lê Văn Trương đã giúp cho trận đấu trở lại thế cân bằng. Tình huống cản phá chính xác của Lê Văn Trương đã giúp cho các cầu thủ U19 Việt Nam tránh khỏi sức ép. Hoàng Thanh Tùng đối mặt với thủ môn U19 Indonesia. Một cú đá rất tự tin của cầu thủ áo số 18 bên phía đội tuyển U19 Việt Nam. Một tài năng của Học viện bóng đá Hoàng Gia Lai Arsenal GMG. Rất bình tĩnh đánh lừa được thủ thành số 1 của đội tuyển U19 Indonesia. Giờ đây thì U19 Việt Nam lại dẫn trước, tỷ số penalty là 2-1. Zufiandi chắc chắn gặp sức ép không nhỏ ở cú đá này. Lại là một phản xạ tuyệt vời nữa của Lê Văn Trường. Với hai tình huống cản phá rất tuyệt vời này thì đội tuyển U19 Việt Nam đã chuyển bại thành thắng và giờ đây chúng ta đang dẫn trước với tỷ số 2-1. Hai quả đá hỏng liên tiếp của các cầu thủ Indonesia. Tuấn Anh, đội trưởng của U19 Việt Nam, người được giao trọng trách đội trưởng để thay cho Lương Xuân Trường. Không vào! Cú đá quá cao của Tuấn Anh. Trường đã có hai tình huống cản phá xuất sắc và lần này thủ môn của đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đối mặt với số 7 Dimas Raja. Rất căng thẳng. Chính xác. Như vậy là tỷ số đã được san bằng 2-2 trong loạt đá luân lưu cho các cầu thủ Indonesia. Dimas Raja đã đánh lừa được thủ thành Lê Văn Trường.
Đây là lò đá thứ 5. Wow! Tuyệt vời. U19 Việt Nam lại dẫn trước 3-2. Chính xác. Lại một lần nữa tỷ số penalty được đưa về thế cân bằng. Các cầu thủ Indonesia cũng đang cho thấy họ đã có sự chuẩn bị cho bàn đá lưu lưu. Rất bình tĩnh, Gunawan đã đánh lừa được thủ thành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Chính xác. Thêm một tình huống thực hiện penalty thành công nữa dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Rất bình tĩnh để có thể đánh bại được thủ môn đối phương. Vẫn là một cú đá chính xác. Sáu loạt penalty trôi qua, tỷ số đang là 4-4. Đấu quá cân bằng, quá căng thẳng và kịch tính. Đá đúng giữa của Granada. Một cú đá chính xác của Phan Thanh Hậu. Vẫn là lợi thế dành cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Vẫn là một cú đá chính xác. Một tình huống dứt điểm nhẹ nhưng vẫn đủ để đánh lừa thủ thành Lê Văn Trường. 5-5 sau 7 loạt đá luân lưu. Rất chính xác. Văn Toàn đã nâng tỷ số lên 6-5 cho đội tuyển U19 Việt Nam. Thấy được sự căng thẳng của huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Indonesia, ông Indra Syafri. Và sau tình huống thành công này của Manini, huấn luyện viên trưởng của cho đội tuyển U19 Việt Nam. Không được. Đó là cú đá mà thủ thành Murianto đã cản phá thành công. Số đá penalty đang là 6-6 nhưng lợi thế lại đang nghiêng về phía các cầu thủ Indonesia. Loạt đá luân lưu đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía đội chủ nhà U19 Indonesia.
Ở tình huống đá penalty cuối cùng thì Amain đã thành công. Bóng đã đập cột dọc nhưng sau đó đã làm rung mảnh lưới của U19 Việt Nam. Sau 120 phút căng thẳng, nghẹt thở và loạt đá luân lưu cân não thì các cầu thủ Indonesia là những người chiến thắng. Nhưng quả thực chúng ta cần phải dành những lời khen ngợi và rất đỗi tự hào cho màn trình diễn của đội tuyển U19 Việt Nam ở trận này. Một màn trình diễn đầy quả cảm. Và như tôi đã nói, dù kết quả của trận này như thế nào thì U19 Việt Nam vẫn là những người chiến thắng và mang tới niềm tự hào cho bóng đá trẻ Việt Nam. Indonesia đã trải qua 120 phút đầy khó khăn đối với U19 Việt Nam. Họ đã phải chơi rắn, đã phải liên tục phạm lỗi và phải đẩy trận đấu đến loạt đá luân lưu để có thể giành được chiến thắng vô cùng khó khăn ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 120 phút cũng như loạt đá luân lưu của trận chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á đã khép lại với chiến thắng nghiêng về phía U19 Indonesia. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn trở lại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi bình luận sau khi trận chung kết kết thúc. Chúng ta đã thắng 6 trận liên tiếp và ở trong trận chung kết này thì cũng chỉ để thua trước đội chủ nhà ở những loạt đá luân lưu. Bây giờ đang là lễ trao giải 3, chúng ta sẽ cùng đến với lễ trao giải 2 dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Một điều đáng ghi nhận ở đội tuyển U19 Việt Nam tại giải đấu năm nay đó là khả năng tấn công. Anh Việt Khuê, anh nghĩ thế nào về những cái tình huống, cái miếng phối hợp tấn công của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải lần này? Phối hợp của đội tuyển Việt Nam đã khiến cho không chỉ người hâm mộ Việt Nam, ngay cả người hâm mộ của nước chủ nhà Indonesia và thậm chí là người hâm mộ các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á cảm thấy hết sức ấn tượng. Và ngay cả báo chí ở trong khu vực cũng đã dành những lời ca ngợi rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn của các cầu thủ trẻ vòng bảng cho đến vòng bán kết. Và ngày hôm nay trong trận chung kết thì những miếng phối hợp đó cũng đã được xuất hiện khá nhiều trong hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng trong hiệp 2 thì có lẽ là các cầu thủ Indonesia đã quá rắn và điều đó cũng khiến cho các cầu thủ của chúng ta cũng có phần nào tâm lý và cũng đã bắt đầu phải nghĩ đến việc tránh đòn nhiều hơn là thực hiện những tình huống kỹ thuật, những tình huống xử lý kỹ thuật. Dù sao thì những pha phối hợp tấn công rất bài bản, rất nhịp nhàng và hiểu ý nhau của đội tuyển U19 Việt Nam ở giải hôm nay cũng đã để lại những nét đẹp và những sự ấn tượng rất lớn. Và đây chỉ là bước đầu tiên và những cái tình huống phối hợp như vậy chúng ta chắc chắn sẽ còn được nhìn thấy nhiều trong tương lai với lứa cầu thủ tài năng này. Vâng, một thất bại trong một trận đấu không phải là một điều gì đó quá đỗi khiến chúng ta phải thất vọng đúng không ạ? Bởi vì đây cũng đang là giai đoạn mà các cầu thủ U19 phải học hỏi, phải qua những cái trường lớp khác nhau để có thể tiến bộ, để có thể trưởng thành và vững chắc hơn và để trở thành những cầu thủ thật sự giỏi ở trong tương lai. Chúng ta cũng nên quan niệm một điều rằng là đây là cái cơ hội để các cầu thủ trẻ U19 Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal thể hiện mình. Chúng ta đến đây với giải đấu này thì ban đầu chúng ta không nghĩ rằng là các cầu thủ chúng ta sẽ đặt cái mục tiêu đó là vô địch. Đây là cái cơ hội mà làm cái đợt cọ sát, một cái đợt mà để cho các cầu thủ giữa các cầu thủ Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal và các cầu thủ phần còn lại của đội của U19 quốc gia tìm được cái tiếng nói chung. Chúng ta hướng đến một cái mục tiêu mà chúng ta nên nhấn mạnh, đó là mục tiêu chinh phục vòng loại châu Á vào tháng tới. Lúc này thì các thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển U19 Việt Nam đang có mặt ở trên bục luận huy chương. U19 Indonesia là đội bóng đá vô địch của giải đấu năm nay. Có rất nhiều những thành viên của đội tuyển U19 Indonesia đã học bóng đá ở Uruguay đúng không ạ? Nhà báo Khắc Sơn có thể chia sẻ thêm về cái thế hệ cầu thủ này của bóng đá Indonesia, bởi vì tôi nhớ là trước đây ở cái thế hệ mà các cầu thủ như là Hồng Sơn, Hồng Đức của chúng ta thì bóng đá Indonesia cũng có một cái thế hệ đã học ở Italia tại câu lạc bộ Sampdoria và họ đã rất thành công sau đó đúng không ạ? Vâng, thực ra chúng ta nói rất nhiều về Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal và chúng ta nói rằng là 6-7 năm qua các cầu thủ chúng ta được đào tạo bởi ông thầy người Pháp được câu lạc bộ Arsenal chuyển sang. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải quan tâm một điều rằng là Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng dành rất nhiều cái tiền bạc và công sức và trí tuệ để tạo dựng những cái thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Indonesia. Bằng chứng là
những cầu thủ đang bước lên bậc nhận huy chương ngày hôm nay của Indonesia thì đã có 6 đến 7 năm vừa rồi được học, được đào tạo lâu dài tại một đất nước có nền bóng đá khá phát triển, đó là Uruguay. Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng thành lập một cái đội bóng gọi là đội bóng Indonesia Deportivo. Các cầu thủ này sẽ tham gia cái giải đấu và họ trở thành một cái thành viên của giải vô địch quốc gia, và chính cái điều đó đã tạo ra cơ hội để cho bóng đá Indonesia tạo ra những cái thế hệ cầu thủ mới. Và những cái cầu thủ ngày hôm nay thì cũng là những cầu thủ mà đang được đào tạo của Indonesia ở tại Uruguay trong đến 6 đến 7 năm vừa rồi. Vâng, chúng ta thấy là họ là những cầu thủ có thể hình tốt, có kỹ thuật cũng rất ấn tượng, đúng không ạ? Họ cũng là một đội bóng mà có phẩm chất kỹ thuật, có thể lực, có thể hình và có sự lì lợm. Một cái thứ bóng đá rất là quái mà chúng tôi thấy rằng là sự chất quái nó mang nặng cái ảnh hưởng của những người bóng đá đến từ Nam Mỹ. Một cuộc đua marathon về mặt thể lực, và cuối cùng thì các cầu thủ Indonesia đã giành chiến thắng sau những loạt đá luân lưu. Thực ra thì chúng ta cũng không ngạc nhiên việc các cầu thủ U19 của chúng ta bị hụt hơi trong cái phần còn lại của trận đấu, trước một cái áp lực rất lớn từ khán đài, trước một sự nương tay của trọng tài và cái lối chơi đầy thiểu xảo và đầy sức mạnh của Indonesia, thì tôi nghĩ rằng là việc các cầu thủ chúng ta trụ vững được sau khoảng 120 phút thi đấu đó là một cái điều thành công. Và đúng là như vậy, khi mà ngày hôm nay trước một sức ép rất lớn từ phía các khán giả Indonesia cũng như là từ phía đội chủ nhà, thì U19 Việt Nam cũng đã thi đấu rất xuất sắc. Vâng, ở vòng bảng thì chúng ta đã vượt qua đội tuyển U19 của Indonesia với tỷ số là 2-1. So sánh hai trận đấu thì anh Việt Khuê, anh có thấy những cái điểm nào giống và khác nhau không? Điểm giống nhau là chỗ chúng ta vẫn có được sự chủ động trong trận đấu này cũng như là trong trận đấu vòng bảng. Và khác nhau thì đương nhiên chúng ta đã thấy rồi, kết quả là Indonesia đã giành chiến thắng chứ không phải là đội tuyển Việt Nam. Thực ra thì ở trận đấu này tôi cảm giác là các cầu thủ Indonesia chơi rắn hơn so với trận đấu vòng bảng, đặc biệt là trong hiệp 2 và trong hiệp phụ, khi mà họ đã liên tiếp thực hiện những pha vào bóng có thể nói là ác ý đối với các cầu thủ Việt Nam. Và những pha vào bóng như vậy lại không thể mang tới cho các cầu thủ Indonesia nhiều thẻ vàng, mà họ chỉ nhận tổng cộng có 3 thẻ vàng trong trận đấu này thôi. Nếu trọng tài nào nghiêm khắc thì có lẽ số thẻ vàng nhiều hơn nhiều, và thậm chí là còn có thể là thẻ đỏ đối với các cầu thủ Indonesia một vài pha bóng ác ý. Bởi vì trong trận đấu này, trong 3 sự thay đổi người của đội tuyển Việt Nam, U19 Việt Nam, thì đã có 2 sự thay đổi người là bởi các cầu thủ gặp chấn thương và rời sân. Nhưng dù sao thì thành công này của đội tuyển Indonesia cũng là một thành công đáng ghi nhận, bởi vì các cầu thủ trẻ của họ dù sao họ cũng đã thể hiện được sự linh lợi và bản lĩnh cũng như là những tố chất thể lực rất đáng kể trong trận đấu này. Vâng, vừa rồi thì ông Dương Vũ Lâm, phó chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, cũng đã đại diện cho AFF trao chiếc cúp vô địch dành cho đội tuyển U19 Indonesia. Người Indonesia đã dành một sự quan tâm hết sức đặc biệt, và có thể thấy rằng là ngoài đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu tại sân Bung Karno có sức chứa hơn 100.000 chỗ ngồi, thì ngày hôm nay chúng ta lại một lần nữa thấy được không khí bóng đá ở Indonesia và sự đón nhận cũng như sự quan tâm của người hâm mộ Indonesia dành cho trận chung kết này là lớn đến như thế nào. Vâng, cũng xin được